Quý vị và các bạn đang quan sát trước mình đây, dòng mạch xúc điện B3, kích thước chiều ngang là 22, chiều cao là 28cm. Trước mạch này được nhuộm một màu vàng đồng, khá là bắt mắt. Sở hữu một cái nguồn xuyến tròn và hai sò saken hai vít trong này, anh em đã. Hơi tối một chút. Cái kích thước chiều sâu để khoét chứa cái ô súp này bên trong này, anh em mình khoét tầm 11,5 thì nó mới hết được cái độ sâu của cái nguồn này. Tốt nhất anh em để 12 cho nó rộng ra một xíu. Con này thì cũng bán khá nhiều, để anh em mình cũng tin tưởng dùng trong những dòng loa bass 30, côn 76 đổ lại. Sản phẩm đi kèm theo đã có dây điện nguồn. Và nhiều anh em thắc mắc là có cái dây ra loa hay không thì ở mạch này người ta để chừa ra một mẩu mấy chục centi rồi anh em nhé. Đây, khoảng mấy chục centi rồi. 40-50 centi để anh em mình kết nối vào tầm 50-60 centi để kết nối vào bass nhà mình. Đó, rất là dài. Tầm 6-70 ấy. Và giá thành bán trong một cái mạch này là 1 triệu, bên mình bao ship toàn quốc. Chỗ này là vỉ nhôm tản nhiệt để bắt sò vào đây. Và anh em mình khi dùng thì kết nối vào đường line in ở đây, hoặc anh em mình đấu tín hiệu từ đẩy hoặc âm đi thì đấu vào đường chạy in ở trên này. Anh em mình đấu vào cần một đường thôi, anh em đấu vào đường chỗ never hoặc là chỗ hai đây là được. Cách cắt cốt thì nó cũng tùy cái giải tần của nhà anh em, nghĩa là nó nối đuôi của cái loa full ấy thì thông thường hay đẻ từ 90 đến 135. Thì anh em mình cứ áng chia ở cái khoảng tần số họ đẻ này, 90 đến 40 đến 150 thì mình cứ để khoảng từ giữa này rồi vặn lên vặn xuống theo cái loa nhà mình. Còn volume thì anh em mình chỉnh theo không gian phòng to nhỏ cũng như cái sức chịu đựng của cái bát nhà mình. Còn nút pha ở đây thì anh em mình sẽ gạt lên hoặc gạt xuống sao cho cái tiếng trống của cái trầm nó giòn nhất mà nó hay nhất thì là đúng pha. Đó. Sản phẩm đang có sẵn, anh em nào quan tâm điện thoại cho bên mình qua số máy 0904 61 2323 và chào anh em.